mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị dàn nhạc vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 8252 799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị dàn nhạc. Lý do Thuận dàn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 070 8252 799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Hãy lưu ý những bản nhạc có tiếng chim chồn sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Săn Bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để anh em phát huy nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 8252 799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do Thuận dàn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 070 8252 799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim chồn sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Săn Bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 8252 799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do Thuận dàn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là